Bốn người nam nhân được trang bị vũ khí và mang theo 1.000 viên đạn, sau đó đi theo một vị công tử vào thành. Nhưng công tử lại động tâm tư, muốn thu mua toàn bộ đạn dược của bọn họ. Bởi vì 1.000 đạn dược có thể diệt 3-4 nhóm hơn 200 thổ phỉ. Không đỏ mắt mới lạ. Nhưng Vương Nghị Cầu không hề đáp ứng. Hắn biết chủ nhân thông minh cỡ nào. Lần này, tôi tin tưởng để hắn dẫn binh sĩ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đồng thời cũng là khảo nghiệm. Trước mắt Vương Nghị Cầu cử tuyệt, Thu Định cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng bước tiếp theo, một nhóm nhân mã xuất hiện phía trước buộc mọi người phải dừng lại. Thu Định ngước mắt nhìn, người cản đường vậy mà là Lâm Hiên. Lâm Hiên, ngươi thật là to gan, vậy mà dám phớt lờ cảnh cáo lần trước của ta. Ha ha, Thu công tử đừng hiểu lầm, tôi chỉ là dẫn thuộc hạ đi Ngọc Thành một chuyến mua một chút vật phẩm sinh hoạt. Không hề có ý khác, thật không ngờ sẽ gặp được ngài. Nói xong hắn chú ý đến Vương Nghị Cầu bên cạnh Thu Định, để ý thấy, Thu Định vừa mới đi Ngưu Bắc Thôn. Được rồi, Lâm Hiên, ngươi nếu vào thành có việc, vậy ta cũng không ngăn cản ngươi, chúng ta từ biệt ở đây. Nói xong liền đánh xe ngựa rời đi, chỉ lưu lại Lâm Hiên mấy người. Chủ nhân cứ để bọn họ đi như vậy sao? Chúng ta đã ở đây đợi 2 canh giờ. Đương nhiên không, đi, chúng ta cũng vào thành. Lâm Hiên không cam tâm bị Thu gia từ bỏ, vì thế lần này cố ý chạm mặt Thu Định. Một bên khác, Una đã trở về Ngưu Bắc Thôn, đem cả một xe tảo bẹ trở về. Đừng thấy là một xe đầy, thật ra không hề tốn bao nhiêu tiền, hơn nữa nó còn chiếm không gian. Rất nhanh, các thôn dân đã giúp đỡ mang những tảo bẹ này vào trong trạch viện của tôi. Tam phu nhân vất vả rồi, thức ăn đã chuẩn bị cho em rồi, mời Dung Thiện. Tôi cố ý lấy lòng cô ấy, dù gì cũng đã bận nửa ngày, đường đi 500 dặm không hề an toàn. Có điều Una không vội ăn, mà là hỏi về chuyện Vương Nghị Cầu đi diệt thổ phỉ. Cô ấy đối với bốn người này vô cùng không yên tâm. Bốn người đều mang theo súng tre, đi tiêu diệt thổ phỉ cũng phải mang theo không ít đạn dược. Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì xong đời. Nhà đầu ngốc, em cảm thấy tướng công là tên ngốc, cố ý để Thu Định đó chiếm tiện nghi sao? Lẽ nào không phải sao? Cho dù Vương Nghị Cầu không phản bội, nhưng không thể chịu được ép buộc và lợi dụng của thành chủ phủ nha. Đừng quên bọn họ đều là xuất thân thổ phỉ, đều có tiền án. Tôi nhìn cô ấy với vẻ cổ quái, sao em lại phản ứng lớn như vậy? Lẽ nào Vương Nghị Cầu vừa nãy đụng phải em? Una rõ ràng tiết lộ ra một lỗ hổng, có chút không dám đối mặt với tôi. Điều này khiến tôi và hai vị phu nhân đều rõ ràng thấy, trong lòng cũng có được đáp án đại khái. Tam muội, xuất phát điểm của em là tốt, nhưng bất kể là khi nào cũng không được công báo tư thù. Tướng công tín nhiệm Vương Nghị Cầu, tự nhiên là có lý do của anh ấy. Em có thể nói ra vấn đề, tướng công sớm đã nghĩ tới rồi. Hừ, dù sao em nhìn Vương Nghị Cầu đó có vấn đề. Hắn vừa rồi ở trên đường cùng với Thu Định, vừa nói vừa cười. Nhìn thấy em đột nhiên thay đổi thái độ. Được rồi, em cũng đừng hoài nghi nữa, để thời gian chứng minh tất cả đi. Nếu như Vương Nghị Cầu là người thông minh sẽ không làm loạn. Nếu như hắn muốn trước mặt anh mà giấu giếm, không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Bỏ đi, dù sao các người nói như thế nào đều có lý. Em thấy các người căn bản không nguyện ý tin tưởng lời của em. Vô Nguyệt tỷ tỷ, em đó rồi, muốn đi ăn cơm. Đúng là quỷ chết đó đầu thai. Đến đây, đều chuẩn bị cho em cả rồi. Nói xong hai nữ dắt tay nhau, vừa cười vừa nói đi vào chính sảnh. Tướng công, thật ra Una nói cũng có đạo lý. Anh biết, nhưng bây giờ định luận quá sớm, để thêm một thời gian nữa xem sao. Miệng tôi thì nói dùng người không nghi nghi thì không dùng. Thực ra lần này tôi phải Vương Nghị Cầu ra ngoài cũng là đang khảo nghiệm hắn. Có điều vừa rồi nghe Una nói, Vương Nghị Cầu cho dù không bị mua chuộc mình cũng sẽ động tâm. Có lẽ bây giờ trong lòng hắn đang do dự. Sau đó tôi lấy một nắm tảo bẹ khô, trực tiếp ném thẳng vào lò đang cháy. Đột nhiên một làn khói bay ra, những tảo bẹ này mặc dù khô, nhưng ít nhiều cũng là tính thủy. Trong thời gian ngắn cả trách viện khói bay nghi ngút, các thôn dân xung quanh đều tưởng rằng nhà lĩnh chủ bị cháy, đều nhanh chóng chạy tới giúp đỡ. Nhưng chỉ có bếp lò trong viện đang cháy, đều thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt chính là xuân hạ giao mùa, hành khô rất dễ bốc cháy. Mà tôi cũng không nói nhiều, chỉ là bảo thôn trưởng và các thôn dân giúp đỡ đem những tảo bẹ khô này bỏ vào bếp lò. Thôn dân vẻ mặt ngơ ngác, đều không hiểu tảo bẹ tôi vừa mang về lại mang đi đốt. Nhưng bọn họ cũng không hiểu, chỉ làm theo phân phó bỏ tảo bẹ vào trong bếp lò. Đều nói nhiều người lực lớn, có các thôn dân giúp đỡ, chẳng mấy chốc đã đốt sạch sẽ. Có điều, cả Ngư Bắc thôn đều bao phủ bởi khói. Nếu có người ngoài ban đêm đi vào chắc chắn sẽ lạc đường. Đợi nửa trong bếp lò tắt, tôi mới tiến lên phía trước lấy ra một chậu cho tảo bẹ. Sau đó cho tảo bẹ vào nồi đen đổ thêm nước cất vào và đun sôi. Quá trình này giống như đun sôi phân vậy, cần khuấy liên tục, tránh cho dính đáy nồi. Mỗi lần đều đun đến khi bốc hơi hết nước, tôi sẽ lấy thứ bột màu xanh tím ở mép nồi ra, sau đó lại thêm nước cất và tiếp tục nấu. Quá trình này lặp lại mười mấy lần mới xem như là hoàn thành. Mà trước mắt trời đã tối,
Đêm khuya thanh tĩnh, các thôn dân sớm đã về nghỉ ngơi. Về phần bà nữ đang rất buồn ngủ, Una không chịu được về trước đi ngủ. Diệp Vạn Thanh ở một bên cũng muốn về ngủ, nhưng cô ấy vẫn muốn tôi bồi tiếp cô ấy, vì thế mới đợi đến hiện tại. Nhưng vừa nghĩ như thế, liền nhìn thấy Lâm Vô Nguyệt cũng dùng ánh mắt đồng dạng nhìn tôi. Cuối cùng cô ấy giả vờ ngáp, Vô Nguyệt tỷ, tướng công, em cũng buồn ngủ rồi, về nghỉ ngơi trước đây. Lâm Vô Nguyệt có thể cảm nhận được Diệp Vạn Thanh đang nhường, toàn khí trong lòng cũng bớt đi không ít. Chỉ có tôi vẫn luôn ôm chậu gỗ, hoàn toàn ở trạng thái phấn khích, căn bản không phát giác được tâm tư của hai nữ. Tướng công, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cũng trở về nghỉ ngơi thôi. Có chuyện gì đợi ngày mai lại nói. Được. Anh đi xưởng chế tạo, đem những thứ này bảo tồn lại. Chế tạo bom mưa đã hoàn thành được một nửa. Ngày mai việc còn lại chính là luyện bạc. Nhưng khó khăn là nhiệt độ bên trong bếp lò phải đạt đến nhiệt độ nung chảy của bạc. Như chúng ta biết, nhiệt độ nóng chảy của bạc là 961 độ. Mặc dù cái lò tôi làm hôm nay còn thô sơ, nhưng khi hoàn toàn phong kín nhiệt độ có thể đạt tới 700-850 độ C. Cộng thêm một lượng lớn hắc hỏa dược được đốt trong lò, chính là có thể đạt đến 1000 độ cũng không phải không thể. Nếu như vẫn không được vẫn còn biện pháp cuối cùng, đó chính là chế tạo lò cao. Tiếp theo đây luyện sắt cũng cần sử dụng lò cao. Tôi không ngại thử bếp lò này trước. Làm xong tất cả, tôi rửa tay rửa chân trở về phòng ngủ. Nhưng vừa mới vào phòng, mọi thứ trước mắt khiến tôi trợn tròn mắt. Chẳng mấy chốc trong phòng phát ra âm thanh vui vẻ.